Các bạn đang nghe Cấy Nền Radio, kênh phát thanh của hệ sinh thái Cấy Nền. Đây là chuyên mục Kết Tinh Tìm Đường, ghi lại những đúc rút và cảm nhận về cuốn sách Một Đời Như Kẻ Tìm Đường của giáo sư Phan Văn Trường. Mình về, nguyện làm một chiếc lá đa sông về. Tôi chưa bao giờ thất bại cả. Tôi chỉ khám phá ra 10.000 phương án không mang về kết quả mong muốn. Đây chính là câu nói bất hủ của một trong những nhà phát minh vĩ đại nhất thế giới, Thomas Edison. Cũng là lời mở đầu cho nội dung câu chuyện tiếp theo thầy chọn kể ở chương 13 trong sách Một Đời Như Kẻ Tìm Đường, Phá Sản, Thất Bại và Định Hướng. Tôi có thể cảm nhận được câu nói được đặt ở vị trí này chất chứa một nỗi niềm sâu kín từ một người đã từng ở những nấc thang thành công cao nhất cũng như là thất bại ê chề nhất. Vâng, thất bại và thành công, hai khái niệm nhưng chỉ một vấn đề, vừa quen, vừa lạ, tuy cũ nhưng chẳng bao giờ mất đi tính thời sự, nhất là đối với những người khởi nghiệp. Bằng cách nhìn khởi nghiệp theo góc nhìn về sự lựa chọn và hành trình tìm hướng đi, thầy bảo rằng: nếu nhìn tổng quan thì việc khởi nghiệp vô cùng cam go. Đội khởi nghiệp nào thành công cũng đã thất bại nhiều lần hay rất nhiều lần. Elon Musk, Steve Jobs, Bill Gates và hàng chục ngàn nhân vật khác đã thất bại rất nhiều lần. Sách viết về họ thường lướt qua những thất bại, thậm chí giấu nhẹm đi vì nhu cầu đánh bóng nhân vật. Nhưng nếu nhìn cuộc đời của Steve Jobs hay Elon Musk, thì những vị vĩ đại này đã miệt mài học nhiều bài học đắng cay sau mỗi thất bại, để rồi cuối cùng mới thành công. Dưới con mắt của tôi, việc khởi nghiệp là rất cần thiết cho mỗi bạn trẻ, cho dù ý tưởng sơ sài chăng nữa. Không có lĩnh vực nào ngoài khởi nghiệp sẽ dạy cho mình những bài học thâm thúy và nhanh chóng như những tình huống vô cùng gay go và bi đát. Nói một cách tích cực hơn, khởi nghiệp sẽ đóng trọn vai khởi nghiệp nếu mỗi bước đi là một bài học sáng giá. Còn nếu bạn nào nghĩ rằng mình đã có sẵn sản phẩm nên dám chắc rằng mình sẽ thành công, bạn đó sẽ còn nhiều dịp để mất ảo tưởng. Rất nhiều người tưởng rằng có được đầu vào là đủ. Không, đó mới là điều kiện cần chứ chưa đủ. Xa lắm, còn xa lắm những điều kiện đủ. Khi chưa hiểu và nắm được đầu ra thì chuyện còn quá viển vông. Chính vì lẽ đó, con đường khởi nghiệp không dành cho tất cả mọi người. Việc khởi nghiệp chỉ nên dành cho những tâm hồn bất khuất, can đảm và tích cực tột độ với chính bản thân mình. Những con người như vậy mới có thể đủ tỉnh táo và sâu sắc nhận ra bản chất của sự thất bại, rằng sự thất bại đương thời đôi khi không do hướng đi sai mà do những chi tiết nào ngoài định hướng. Tôi ngẫm về bạn bè của mình với muôn vàn dự án khởi nghiệp mà vừa vui mừng lại vừa lo lắng. Vui mừng là vì thấy các bạn, ai ai cũng hồ hởi và đầy nhuệ khí. Lo lắng là vì tôi không biết các bạn của tôi liệu có đủ dũng khí để đối mặt với sự thất bại mà đứng dậy làm lại hay quyết định bỏ cuộc. Tôi chợt nghĩ, những bài học quý giá về cách đối mặt với thất bại trên hành trình khởi nghiệp, những kinh nghiệm vàng mà nhiều doanh nhân thành công đã từng trải qua từ quãng đời kinh doanh của mình được thầy rút tỉa qua từng dòng chữ là vô cùng hữu ích đối với tất cả những người bạn của tôi. Vì thế, những trang sách này có thể làm hành trang đặc biệt cho chính tôi và các bạn của tôi trên một cuộc trường chinh phía trước. Không lúc nào họ ngoan cố, vì người ngoan cố là người vẫn đi nhưng không hiểu rõ tại sao mình đi. Còn ở đây, họ bướng bỉnh vì biết sau cùng mình sẽ thành công và thấm những bài học, những gì phải làm và những gì phải tránh cho những chuyến sau. Họ giống như thợ làm đàn, mục tiêu cuối cùng là sản xuất được một cây đàn với âm thanh kỳ diệu. Một lần, 10 lần, 100 lần đẽo gỗ để biến cục gỗ thành cây đàn. 100 lần thất bại, nhưng cũng 100 lần đi gần hơn tới cây đàn hoàn hảo. Và có lẽ, chỉ khi nào mỗi chúng ta nhìn thất bại và phá sản như một thợ đàn nâng niu miếng gỗ quý sắp tạo ra âm thanh, thì chúng ta mới thấm được rằng, tất cả những cây đàn lớn bé tốt xấu được sản xuất, rút cục chỉ là những thành phần phải có trong một cuộc hành trình dài để đi tới sự tuyệt diệu. Không ai bỏ cuộc hay đổi hướng. Ba ông cùng một mẩu chuyện, đó là đi tới cùng, tới cùng, tới cùng. Hướng đi không thay đổi, nhưng mỗi lần đều điều chỉnh cách làm. Chỉ như vậy thì những bài học đau thương của ngày hôm qua mới trở thành vốn cho ngày hôm nay. Và khi họ miệt mài xây dựng thì quá trình bỏ công đó giúp họ điều chỉnh chính bản thân hơn mỗi ngày để đo được giới hạn của chính mình. Thấm được khả năng bẩm sinh để biến hóa khả năng đó thành sở trường.
Đằng sau sự phá sản, thất bại là gì? Đó là một tinh thần không bỏ cuộc. Đôi lúc còn là cả sự vui mừng và lòng biết ơn vì chính sự thất bại đã giúp tôi rèn mỗi con người. Vậy, bí quyết thành công là gì? Bạn đi tìm bí quyết phải không? Họ cũng như bạn đi tìm bí quyết để rồi chỉ khám phá ra rằng không có bí quyết nào cả, mà chỉ có học bài và làm việc, chiêm nghiệm và rút tỉa, phân tích và đúc kết, để cuối cùng thử vận và phục thiện. Đúng là thử vận và phục thiện, một hành trình tìm đường và chọn hướng đi cho chính mình đấy thôi. Như Lỗ Tấn đã nói, kỳ thực trên mặt đất vốn làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi. Mến chào các bạn. Non nước yên bình, khắp nơi chung lòng, mình về nơi đây, cái miền không non xa.